2020年、新型コロナウイルス感染症は100年に一度のパンデミックとなって、国境や民族を超えて世界各地を襲った。今からおよそ30年前の1990年代後半はエイズが世界に猛威を振るっていた。これに結核とマラリアを含めた世界三大感染症が年間数百万人もの命を奪い、貧しい国の発展を妨げる世界的な脅威だった。その現状を克服するため、多くの人が立ち上がり命のために戦った。そんな中、2002年グローバルファンドは誕生した。When I first mooted the idea of a global fund, in fact, I called it a war chest. Quite a lot of people laughed it off, saying, "There he goes again, dreaming." You know, and I love dreams. It always starts with a dream. 何事も夢から始まる。ベトナム社会主義共和国の北部に位置する首都ハノイ。2009年、当時高校生だった18歳のグエン・アン・フォン・フィオナはハノイ文化大学に進学し、社会貢献活動やコミュニティ開発支援の仕事に就きたいと夢を描いていた。Trước khi em biết được em có bệnh lao thì em là đang có ý định là thi vào Đại học Văn hóa Hà Nội, và em rất là mong muốn là được làm việc ở trong một cái lĩnh vực xã hội và cộng đồng. しかし、フィオナはある日突然激痛とともに倒れ、救急外来に運ばれた。告げられた病名は結核だった。Ở thời điểm em bị ốm thì em mới cảm nhận một cơn đau đầu, và em không có định nghĩa gì về lao. Em không biết căn bệnh lao là gì cả. Nhưng mà khi em tỉnh dậy trong cái hoàn cảnh là không nhìn thấy được và không cử động được chân tay, em rất ngạc nhiên vì tại sao mình lại trở thành như thế này, hay là mình đang nằm mơ. 生死をさまよい、今は希望をつなぐ当事者代表へ。現在世界中で年間およそ1000万人が新たに結核を発病し、150万人が結核で亡くなっている。ベトナムでは1年間でおよそ17万人が結核を発病していると推定され、人口当たりの結核罹患率は日本のおよそ15倍高い。ベトナムでは政府だけでなく、さまざまな国内外の機関、当事者を巻き込んで国家結核対策プログラムが実施されている。入院先のベトナム国立肺病院でフィオナは結核患者の中でも極めて稀で治療が難しい結核性髄膜炎と診断された。医者たちから告げられた生存率はわずか 2% だった。Thì lúc đấy thì cô cũng không, mọi người nói thế, bác sĩ nói thế, y tá nói thế, nhưng bản thân cô thì cô lại không cảm thấy thế. Chính bác sĩ ở trong viện họ cũng nói là chưa thấy một người mẹ nào mà lại có thể bình tĩnh hơn cô, mà cô lại cũng không cảm thấy là như các lời mà bác sĩ hay y tá nói. Thì bác sĩ cũng nói là làm bác sĩ thì chưa thấy một cái người mẹ nào mà có thể bình tĩnh hơn cô. Trong trường hợp đấy là tất cả các bà mẹ khác thì đều gào khóc, thế nhưng mà cô thì cô nghĩ là thay vì gào khóc thì mình lấy cái sức khỏe để chăm sóc nó còn hơn. 数ヶ月もの間意識不明だったフィオナは、両親が見守る中ようやく意識を取り戻した。そこから今度は激痛に耐える苦しい結核治療が始まった。
Để nói đến những khó khăn trong việc điều trị lao thì đầu tiên là cái việc phải tuân thủ việc uống thuốc đều đặn. Thuốc lao là một loại thuốc mà đắng và khó uống nhất trong số những loại thuốc mà em đã từng phải uống. Thế nhưng ở đây thuốc lao thì hoàn toàn là phải ngày nào cũng uống trong vòng nhiều tháng liền. Và cái đấy nó giống như một cái cú sốc tâm lý rất lớn đối với một gọi là thanh thiếu niên như em ở thời điểm đấy là 18 tuổi. Thế nên là em đã có ăn đồ ngọt sau khi em điều trị, và cho đến cái khi em nhận được cái kết quả là em đã bị kháng thuốc ở năm 2010 thì em mới thấy thực sự đây không phải là cái chuyện đùa. Về chiều không? Việt Nam được nhiều 多剤耐性結核とは、最も効果の高い結核治療薬に耐性を示してしまう病態のことである。多剤耐性結核の治療薬は存在するが、その選択肢はまだ限られており、長期にわたる治療が必要となる。 Và bác sĩ thời điểm đó nói là nếu như mà kháng thuốc kháng cao nhiều hơn nữa, siêu đa kháng, thì thậm chí là còn không có thuốc chữa nữa, rất nhiều người đã chết rồi. Tất nhiên là em phải thử bằng mọi cách để xem làm thế nào để em sẽ khỏi được và không có gây ra thêm một cái thiệt hại nào nhiều hơn nữa. Because of the long duration of the treatment, the regimen with a lot of drug, with a lot of adverse events, that cause a lot of difficulty for the patient. And in addition to that, the MDR-TB patient have not only suffered from the physical and mental issue during the disease, because of the disease, but also the financial situation have been negatively affected by the disease. More than 60% of the household affected by TB or MDR-TB experience catastrophic cost because of the disease, meaning that more than 20% of their annual income were lost because of disease directly or indirectly. Global Fund は 設立当初からベトナムの国家結核対策プログラムを支援しており、フィオナが服薬した多剤耐性結核の薬もグローバルファンドがサポートをしている。 By the Global Fund support, the TB patient already received the support related to the transportation, the hospitalization bed, food, follow-up examination. They also were consulted for the psychological socio-economic issue, and some TB poor patient receive the support from the organization collaborating with the NTP related to the occupation, the loans for startup, so that their life can be changed after TB treatment. 視力を失い、車椅子生活になったフィオナ。18ヶ月にわたる多剤耐性結核の治療を経た今もリハビリは続いている。そんな彼女を見守り続けている医師はリハビリ開始当時を思い出す。Nhưng với một cái tinh thần mà tôi nhận thấy là khi tiếp xúc với em ban đầu, đó là cái sự nỗ lực và cái sự cố gắng và sự khát khao chiến thắng bệnh tật của em. Và qua đó thì trong thời gian tập luyện thì tôi cũng rất là để lại nhiều những cái kỷ niệm đối với em. Đó là cái sự khi tập luyện thì có những cái lúc mà cảm thấy là rất đau, nhưng em đã cố gắng vượt qua. 自分の経験を同じように苦しむ人のために生かしたいというフィオナの思いを、ある先生の言葉が確信へと導いた。Thì trong một cái lần nói chuyện thì bác sĩ Lợi ở khoa cấp cứu đã bác ấy tâm sự, bác ấy bộc bạch luôn đấy là cái việc hồi trước đã cứu sống em đấy là một cái công trình rất lớn của các bác. Bởi vì là ở thời điểm của em, những bệnh nhân mà bị nặng
như của em sẽ rất khó có thể sống được. Thế nhưng với em thì bác sĩ Lợi nói rằng là có thể là em sẽ khác những người còn lại, bởi vì có thể là em đang có một cái sứ mệnh gì đấy nó lớn mà bác có cảm thấy được. Thế nhưng bác không lý giải được là vì sao bác cảm thấy. Thế nhưng mà ở đây có nghĩa là nếu như em có thể thì em nên hỗ trợ tiếp cho những cái bệnh nhân mà đang điều trị, nhất là những bạn trẻ. 視覚障害者であり、体も自由に動かせないフィオナは、デジタルメディアを使えば結核で苦しんでいる患者を援助できると考え、パソコンとスマートフォンを駆使し始めた。そしてハノイのグリーンホープというチャリティーグループのファンページの管理者として活動をスタートし、まもなくグループのリーダーになった。có những bệnh nhân thì họ sẽ gặp cái vấn đề về tâm lý và trầm cảm. Sau khi điều trị lao một thời gian quá dài thì họ sẽ sa sút tinh thần, họ không làm ra tiền nữa, họ không có được cái khả năng lao động giống như là trước khi họ chưa bị mắc bệnh. Thì họ sẽ nghĩ rằng họ sẽ là người thừa của xã hội, là người không còn có thể làm được cái điều gì nữa. Và đấy chính là cái tâm lý trầm cảm của người bệnh lao. Và cái để vượt qua nó thì cách tốt nhất đấy là phải có một cái cộng đồng, những người cùng chung sống với lao, để chia sẻ về những người đã khỏi rồi với những người chưa khỏi, để chia sẻ về những cái khó khăn trong cuộc sống, chẳng hạn như đơn giản là những cái đồ dùng gia đình như sách vở dành cho các cháu nhỏ con của những bệnh nhân nghèo. Fiona は家族や学校の同級生、高校時代の先生の協力を仰いで、ボランティア活動や募金活動にも携わるようになった。入院中に再開した編み物で作ったぬいぐるみを販売し、活動の資金集めも行っている。ở cái nhà cũ không được, về sau mới tìm các bạn mới giúp đỡ, thì cô mới tìm lại được nhà Phượng. Và khi đến thì cô đúng là cô chảy nước mắt, thấy ngồi ở trong một cái bóng tối này mà không bật đèn mà ngồi cứ thế là đan. Thế là hai cô trò là ôm chầm lấy nhau, và từ đấy thì là cô cũng tức là có những chương trình thiện nguyện gì thì cô cũng đi theo đồng hành cùng với bạn ấy, rồi là gì chính bạn ấy cũng là cái động cho cô cái động lực để cô cũng cố gắng hơn trong cuộc sống đấy. Đấy, cùng với các bạn ấy, ví dụ như bây giờ cô cũng luôn luôn là đan móc. Nếu ngày xưa đúng là mơ ước của thầy trò là gây quỹ có tiền đấy để làm mọi việc, thì đúng bây giờ thì đúng là thành hiện thực đấy ạ. 2019年、フィオナはベトナムのグローバルファンド国別調整委員会の当事者代表メンバーとして活発に活動を始めた。この国別調整委員会はグローバルファンドの資金の支援を受ける国に設置される国内委員会で、国の自主性を尊重するグローバルファンドの大きな特徴になっている。All the government program have no voice of the patient living with disease, such as HIV, TB, or something like that. Policy development must be based on the like evidence base. Evidence base is people living with disease at the grassroots level and also other. That's why now the policy of the government of the Vietnam is very successful when the help like contributes from person who are living with disease, also very strong with the voice, you know, of the person living with disease or some ads, CSO and NGOs representative at the meeting, at the policy development and other. Fiona は当事者としての経験を生かし、低所得層の結核患者のサポートを行う複数の団体の活動にも積極的に関わっている。những hoạt động mà hiện em đang làm trong số đó là chia sẻ cho những bệnh nhân lao hoặc là con của những bệnh nhân lao,
hoặc là những bạn nhỏ con của các bố mẹ bị khuyết tật, hoặc là những ai khó khăn, những ai không có tiền thì có nghĩa là họ cần phải mua sách giáo khoa, họ cần phải mua vở, cặp sách mới cho con trong năm học mới, hoặc là quần áo, hoặc là những lần đại dịch như lũ lụt, thiên tai hay là như Covid thì họ thiếu gạo, lương thực hay là thậm chí thiếu tiền để đi chữa bệnh. Fiona と共に国別調整委員会で活動しているソンは結核と HIV の当事者である。ソンは当事者が関わる意義についてこう話す。Anh nghĩ là thật sự là quỹ toàn cầu đúng như em vừa nói, là cái việc là quỹ toàn cầu có những cái đại diện của bệnh, ba bệnh mà quỹ đang hỗ trợ, để thật sự là có những người ở trong cái đã trải qua và đã có nghiệt như thế thì thật sự là đóng góp rất là nhiều trong cái việc là cái quỹ được triển khai và được đến được cái người hưởng lợi, được là những người mà bị mắc trong ba cái bệnh đấy, bởi vì nó rất là quan trọng, đặc biệt là những người mà ở trong cái hoàn cảnh như là cộng đồng của bọn mình trước đây, là những người sử dụng ma túy, những người có HIV và những người có thể là gọi chị em hành nghề mại dâm, thì thực sự đấy là những cái đối tượng mà rất là dễ mắc lao. Và thật sự, và ngược lại thì họ lại gần như là bị đẩy ra bên lề xã hội, không được sự quan tâm, bản thân họ cũng không quan tâm nhiều đến sức khỏe, cũng không hiểu gì về lao. Fiona は日本の結核予防会結核研究所が提供しているブリッジ TB ケアの一員として、日本から帰国したベトナム人患者の結核が完治できるよう支援するサービスにも携わっている。Trong cái quá trình em làm cái công tác hỗ trợ bệnh nhân của Bridge TB Care, là một nhóm chuyên gia giúp hỗ trợ bệnh nhân Việt Nam ở Nhật Bản. Khi những bệnh nhân ở Việt Nam, ở Nhật Bản điều trị bệnh lao, họ được phát thuốc của Nhật Bản, và khi về Việt Nam thì họ đem theo một số thuốc đó. Thế nhưng khi về Việt Nam thì có thể phải thay đổi cái phác đồ điều trị, hoặc là phải có một cái phác đồ điều trị mới và không cần phải sử dụng cái phác đồ cũ của bên Nhật nữa. Thì họ luôn cho rằng là cái phác đồ mà mới này thì mình sẽ sử dụng thuốc lấy ở Việt Nam thì nó sẽ không có tốt như thuốc ở Nhật. Và rất nhiều người đã hỏi em là vậy thì bây giờ họ bỏ tiền ra mua thuốc từ Nhật Bản ship về Việt Nam có được không, vận chuyển về Việt Nam có được không. Em cũng có giải thích và em có liên hệ lại với các chuyên gia ở Nhật về cái vấn đề này, và theo họ đã giải thích cho em thì em biết được là tất cả các cái thuốc là nó vẫn có cùng nguồn gốc, có cùng chất liệu, và chẳng qua là khác nhau ở đơn vị cung cấp đóng gói bao bì. Và cái vấn đề đấy thì em phải buộc phải giải thích cho rất là nhiều bệnh nhân. 彼女なしには私たちはブリッジ TB ケアの下でベトナム人患者さんを支援することができないというぐらい、昼夜問わず休日問わず本当に結核患者さんの支援のためであれば時間をいとまず熱心に積極的にサポートしてくださっている大変貢献的なメンバーです。今では本当に姉妹、私の妹のような存在で、一緒にフィオナと同じ世代の20代の若い患者さんたちを日々励まして一緒に支援しているような、まあ、家族のような思いで患者さんを一緒に支援している関係だなと思っています。グローバルファンドは結核が蔓延するベトナムのような国にさまざまな形で貢献をしている。国際機関、援助国、資金を受けて事業を実施する低中所得国、市民社会、民間企業、当事者などと共同し戦略と行動計画を策定するのだ。The Global Fund has invested a lot for our program, especially in the drug-resistant TB program in Vietnam over the years. So like, it has invested in the diagnosis system. So all the mix, the expert machines now we use, we have using Global Fund budget for procurement and the cartridge. The Global Fund also invested in the drug for treatment, so they really encourage us to procure the high quality drugs, circulating drugs for the patients, so they to ensure that the
the patient after diagnosis, they can have access to the right treatment. And even the new drugs such as Delamanid and Beraclin, they also supported us in that. And I believe that we can achieve the vision of ending TB. 多くの人々の夢から生まれ、多くの人生を変え、夢を紡いできたグローバルファンド。18歳で突然人生が一変したフィオナ。当時描いた夢は別の形で実現に近づいている。Bé của em chỉ đơn giản đó là em muốn được khỏe mạnh, muốn được tiếp tục cùng với gia đình mẹ em và những người bạn bè của em, cô giáo em, và tiếp tục tham gia vào việc hỗ trợ những bạn khó khăn hơn, giúp cho mọi người, đem lại cho mọi người nhiều hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Global Fund の夢、それは人々の夢。